Người đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa ắt hẳn biết đến câu nói nổi tiếng của Tào Tháo: mỹ nhân trong thiên hạ đều tầm thường, với ta duy nhất chỉ có vợ của kẻ thù làm ta thích thú. Đùa vậy thôi, câu đó không phải Tào Tháo nói trực tiếp ra, thế nhưng câu chuyện cưới vợ kẻ thù của Tào Tháo thì hoàn toàn là có thật. Thông thường, hành động này của Tào Tháo được cho là ham mê sắc đẹp, phụ nữ đơn thuần, không có lý do gì khác. Thế nhưng với tác giả Lưu Phong Trường, hành động mê vợ của kẻ thù ở một góc độ nào đó có tính nhân văn và thấm đượm tình người. Trong video này, hãy cùng khám phá góc nhìn thú vị mới mẻ của tác giả Lưu Phong Trường qua bài viết Sở thích cưới vợ kẻ thù của Tào Tháo, một hành động nhân văn được đăng tải trên website Spider Room. Và vẫn như mọi khi, chúng mình sẽ đính phiên bản đầy đủ tại link phần mô tả của video cho những ai muốn đọc kỹ hơn bài viết gốc. Trước khi vào video, chúng mình muốn lưu ý rằng đây là quan điểm cá nhân của tác giả và các bạn có thể bỏ qua nếu không cùng quan điểm. Bên cạnh đó, Spider Room đăng tải quan điểm của tác giả nhưng không nhất thiết đồng tình với quan điểm đó. Hy vọng các bạn sẽ tiếp nhận video của Spider Room với tinh thần khai phóng. Xin cảm ơn. Thứ nhất, phụ nữ thời cổ đại thường bị ghẻ lạnh. Ở thời đại của Tào Tháo, quân hùng nổi lên khắp nơi, ai cũng xưng hùng xưng bá. Bất cứ vị chủ công nào cũng muốn làm chủ bá nghiệp, thu phục nhân tài, lập mưu bàn kế, chinh nam dẹp bắc. Ít ai có thời gian dành cho chuyện nữ nhi thường tình. Ví dụ như Gia Cát Lượng, ông được người đương thời ví như ngọa long, tức là một con rồng đang nằm. Gia Cát Lượng theo sách mô tả là đẹp trai, cao lớn, phong độ hơn người, nhưng kỳ lạ là ông lại lấy một người con gái rất xấu xí về làm vợ. Nói tới đây, nhiều người lại bảo là anh Gia Cát Lượng lấy cô Hoàng Nguyệt Anh là do cô ấy có tài. Ừ thì có tài là một phần, phần khác là vì lý do chính trị. Cha của Nguyệt Anh, ông Hoàng Thừa Ngạn, là một danh sĩ nổi tiếng, được kết giao với Ngạn cũng giống như là ca sĩ bây giờ có show đi hát Paris by Night vậy. Lượng cưới vợ, ông cũng chỉ vì muốn nhờ nhà ngoại để tiến thân là chính, vậy nên Lượng cưới vợ là để lợi dụng, chứ yêu thương hay không thì tính sau. Lưu Bị cũng thế, ngoài mặt là nhân nhân nghĩa nghĩa, nhưng ông chỉ xem đàn bà là vật ngoại thân. Hầu như phụ nữ mà Lưu Bị lấy chỉ nhằm hai mục đích chính là chính trị và duy trì nòi giống. Lưu Bị lấy Tôn Thượng Hương, em gái của Tôn Quyền, vì muốn thiết lập quan hệ đồng minh với Đồng Ngô. Ngoài ra, trước khi Tôn Tiểu Thư được gả cho Bị, Bị đã có hai người vợ, Mi Phu Nhân và Cam Phu Nhân. Hai người này theo Lưu Bị lưu lạc bốn phương, nhưng cuối cùng cũng bị ông xem như quần áo mà bỏ lại ở nơi tên rơi đạn lạc. Có thời gian, Bị còn giao hai người vợ của mình cho quan vũ trông coi. Về kết cục thì Tôn Thượng Hương và Mi Phu Nhân là khổ nhất. Một người trầm mình xuống sông tự vẫn, một người cũng nhảy xuống giếng nguyên sinh để khỏi vương chân Triệu Tử Long khi cứu Lưu A Đẩu, con của Bị. Thế mới thấy cái mạng của nữ nhân thời đó nó rẻ đến mức nào. Vậy nên, chiếm vợ của kẻ thù để chăm sóc tốt hơn cũng là một lý do chính đáng và nhân văn. Xét về tiền lực, quân sự và tài chính, Tào Tháo cũng được xem là một đại gia với hầu bao rủng rỉnh. Thứ nhì, anh hùng thời xưa thường sống không thọ. Anh hùng thì tranh giang sơn, mà giang sơn chỉ có một. Anh hùng đấu với anh hùng, ắt phải có người ngã xuống. Ngoài để lại mộng lớn chưa thành, những anh hùng chiến bại còn để lại những quá phụ không biết ngày mai, ôm thanh xuân vùi dập trong chiến loạn. Không khó để mặt chỉ tên những tướng công yểu mệnh. Ta có Điêu Thuyền gặp Lữ Bố, không lâu thì bố tử nạn ở tuổi 39. Ta có Nhị Kiều Giang Đông sắc nước hưng trời, được trao thân cho hai anh hùng đương thế là Tôn Sách và Du Chu. Tôn Sách khởi binh không lâu thì tử nạn, hưởng dương 25 tuổi, còn Chu Du cũng sống hơn Sách có khoảng 10 năm. Tiếp đến chúng ta có Phượng Sổ Bảng Thống, về trời ở Gò Lạc Phượng năm 36 tuổi khi chưa công hiến được gì nhiều cho phe Thục. Tử Kiến Tào Thực, một người có khả năng thi ca kiệt xuất, nghe đồn hắn có thể 7 bước là một bài thơ. Người này chết ở tuổi 40. Thương Thư Tảo Sung, người còn tài năng hơn cả Tào Thực, có thể gọi là thần đồng khi ấy, lại yểu mệnh khi vừa bước chân vào tuổi thiếu niên. Phụng Hiếu Quách Gia, được Tào Tháo nhất mực tin tưởng, cũng ra đi ở tuổi 37. Có người nói rằng, nếu Quách Gia còn sống, Tào Tháo đã an được thiên hạ. Tóm lại, anh hùng thời chiến, sống không thọ. Khi đã tạ thế rồi, thì còn bỏ lại những quá phụ tuổi xuân còn phơi phới. Vậy nên, những người này cần phải tìm bến đỗ mới, an toàn hơn, vững chắc hơn. Trong thời đại phân tranh liên miên, muốn tìm được một đấng phu quân vừa giỏi việc nước, vừa giỏi việc phòng the, lại có thể sống lâu để tranh thiên hạ, tính ra cũng chỉ có vài người, mà Mạnh Đức Tào Tháo đây là một ứng cử viên sáng giá. Như vậy thì khi những người phụ nữ ấy bơ vơ cần một bờ vai che chở, Tào Tháo lại sẵn lòng cưu mang, chăm sóc họ, đó chẳng phải hành động nhân văn hay sao? Thứ ba, cưới vợ của kẻ thù là một hình thức tri ân, báo đáp.
hành động cưới vợ kẻ thù của Tào Tháo không chỉ là nhân văn đối với những người phụ nữ tội nghiệp, không được trân trọng hay không còn người che chở, mà đó còn là nghĩa cử có thể xem là nhân văn đối với chính kẻ thù của Tào Tháo, cho thấy con người tốt đẹp của người đàn ông này. Trong sự nghiệp quân sự của mình, Tào Tháo đã thể hiện cho hậu thế thấy khả năng cầm quân kiệt xuất. Ông đã bá chiếm Trung Nguyên bằng cách dẹp Yên Trương Tú, thu Lưu Bị, bắt Lữ Bố, diệt Viên Thuật, đuổi Lưu Bị, rồi đánh bại 70 vạn của Viên Thiệu ở trận Quan Độ. Trong công cuộc Nam Tiến, ông đã lấy được Kinh Châu từ tay Lưu Bị. Bắc Tiến thì ông đã chinh phạt quân Tây Lương, đánh chiếm Đông Xuyên. Nói tóm lại, cuộc đời của Tháo đã hạ biết bao nhiêu anh hùng. Đây là sự thường tình của binh gia, thắng làm vua, thua làm giặc. Vậy nên, chuyện lấy vợ của kẻ thù ngoài là chiến lợi phẩm, thì đây cũng là một hình thức thể hiện tình nghĩa của anh hùng với nhau. Người chinh phu ra trận không may bị bại dưới tay Tháo cũng không trách ông được. Suy cho cùng, cuộc chiến này là do cơ chế, tức là Tháo không dẹp họ thì họ cũng dẹp ông. Người chinh phụ bỗng chốc lạc lối, không nơi nương tựa, thì lúc đó Tào Tháo ra tay bang trợ, mang vợ của đối thủ về chăm sóc, tính ra cũng khá là trí tình, trí nghĩa. Phải nói rằng, chỉ có người hào sảng và đại lượng như ông mới có thể làm được. Có nhiều vợ đến vậy, Tào Tháo có thể đối đãi thật tốt với tất cả những người ấy không? Trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, La Quan Trung đã khắc họa một Tào Tháo nổi tiếng với tính cách tiểu nhân, một kẻ tham tài hiếu sắc và đặc biệt thích chi tiêu hoang. La Quan Trung còn biết rằng Tào Tháo rất thích người đẹp nên ông đã cho người xây dựng Đồng Tước Đài, rồi tuyển mỹ nhân nức tiếng trong thiên hạ đem về thưởng thức, nghe nhạc, làm thơ và thoải mái dâm loạn. Tuy nhiên, trái với tiểu thuyết, nhiều sử lược lại khắc họa Tào Tháo là một vị quân chủ có lối sống tiết kiệm và giản dị. Ngụy Quốc Chí, một cuốn sử chính thống của thời này kể rằng ông sống tiết kiệm ở mức tối đa, ngay cả trong việc hỉ và tang. Còn ở trong nội giới lệnh, Tháo ra lệnh gia nhân trong phủ không được ăn vận quá lộng lẫy, phải thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Về mặt pháp lý, Tào Tháo có ít nhất 10 người vợ, chưa tính người tình và 25 người con. Trong số vợ của ông, có người từng làm kỹ nữ. Tuy nhiên, ông vẫn hết mực yêu thương các bà vợ, dành thời gian để nuôi dạy con cái. Điển hình là hậu cung tương đối an yên, các con của ông đều được cho học thầy giỏi và trở thành nhân tài xuất chúng. Trong đó có Ngụy Văn Đế Tào Phi, người kế nghiệp ông. Trong lĩnh vực phòng the, ông còn ra sức học hỏi kinh nghiệm ân ái. Tháo đã sai người tìm trong thiên hạ những bí quyết làm tình có thể làm hài lòng những người phụ nữ của ông, rồi tập hợp chúng lại, gọi là phòng trùng thuật. Với Tào Tháo, làm tình là một nghệ thuật. Ngoài ra, vị quân chủ này còn là một nhà thơ tài năng. Những sáng tác của ông vẫn còn lưu truyền đến ngày nay như Đoản Ca Hành, Đối Tử Ca, Độ Quan San. Ai đọc qua thơ của ông mới thấy cái tính hào sảng, sự khẳng khái, một thi nhân ẩn mình trong một vị tướng. Thế mới thấy, ngoài là một nhà quân sự, Tháo còn là một thi nhân đáng được ngưỡng vọng, một tài tử thực sự. Nói tóm lại, ông là một nam nhân vừa giỏi tây gia, trị nước vừa lòng phụ nữ, vừa là một nhà thơ mặn mòi. Liệu với những phẩm hạnh này có đáng để các chị em theo đuổi không? Tiêu chung lại, thời xưa người ta xem phụ nữ như món hàng, anh hùng thì sống không thọ. Kẻ hiểu được thiên mệnh như Tháo không nhiều, ra tay bang trợ những người anh em tử trận bằng cách chăm sóc vợ của họ. Âu cũng là hành động xuất phát từ tình yêu thương với phụ nữ, với những vị anh hùng đã ngã xuống, là một nghĩa cử nhân văn. Mặc dù việc này có thể trái với luân thường đạo lý, nhưng suy cho cùng những người phụ nữ ấy về với Tháo ít ra cũng thọ mệnh thêm được vài năm. Bàn về góc nhìn này của tác giả Lưu Phong Trường, có một số ý kiến cho rằng đây chỉ là cách người ngoài cuộc lạc quan nhìn vào, chứ thực tế thì không nhân văn đến vậy, bởi có thể hành động cưới lại vợ kẻ thù này của Tào Tháo chỉ mang tính thực dụng khoe mẽ mà thôi. Phan Sơn nói rằng đó là cách nhìn khác, cách nhìn của kẻ ngoài cuộc, chứ nếu đặt bản thân vào vai thằng bị thằng người khác cưới vợ mình thì chẳng nhân văn đâu. Dương Trần nói rằng Tào Aman cưới vợ kẻ thù vì hắn quan niệm đã là vợ của kẻ thù, ắt đã được kẻ thù chọn lựa kỹ càng rồi, đỡ phải chọn. Với mỹ nhân xưa, như chiến lợi phẩm từ việc chiến thắng mang về cũng để thị oai. Tuy nhiên, vẫn có nhiều độc giả cởi mở cho rằng đây là một góc nhìn thú vị, khai phóng, giúp chúng ta nhìn nhận nhân vật Tào Tháo đa chiều hơn. Sweetie Cherish nói rằng, góc nhìn hay quá Lưu Huynh, theo Lưu Huynh Tào Tháo là chồng nhà người ta trong truyền thuyết rồi. Bên ngoài dũng mãnh, bên trong nhiều tiền, yêu thương chiều chuộng vợ con, mỗi tội hơi nhiều vợ. Còn bạn thì bạn nghĩ sao về quan điểm này của tác giả Lưu Phong Trường? Hãy bình luận bên dưới để cùng thảo luận với chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên subscribe kênh để chúng ta gặp lại nhau ở các video thú vị tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Peace.